Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán. Thank you.
Thank you.
0917 303 340 hoặc địa chỉ email hienluotsu1003 1982@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvụ kế toán.vn hoặc đổisaluật.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.